Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Trước khi để anh Nguyễn Trường tiếp tục với phần tin Việt Nam liên quan đến những cái vấn đề nó gây tranh cãi đủ thứ, thì cũng có một bản tin mà Ngọc Lan xin muốn nói liền, bởi vì đây là một cái lời cũng là nhắc nhở, cảnh báo với những mà phụ huynh mà có con nhỏ đó. Thì hôm cuối tuần rồi, ở ngay tại một cái siêu thị ở Denver, Colorado, thì có một cái tai nạn thương tâm đã xảy ra. Đó là khi ông bố đó bồng đứa con trai 2 tuổi, thì đang đi ở trong cái shopping như vậy, ông đi ở trên lầu 2, thì đang bồng đứa bé, thì chắc ông đứng ở gần giống như một cái lan can vậy đó, thì đứa bé nó mới chồi lên một cái đó, thì nó vụt khỏi tay ông, nó rớt xuống dưới đất và nó chết tại chỗ. Thì cái tai nạn đó, đây là một tai nạn thôi. Mặc dù ở bước đầu thì cảnh sát vẫn xác định đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Người ta không có nêu tên đứa bé. Dĩ nhiên nó nhỏ thì người ta không nêu tên. Người ta cũng không nêu tên ông bố, bởi vì họ nghĩ đó là một cái mất mát rất là đau đớn đối với gia đình. Tuy nhiên, cái công việc điều tra thì vẫn đang điều tra để coi cái chuyện nó cái mức độ an toàn nó như thế nào, rồi cái trách nhiệm của ông bố này ra làm sao, vân vân. Nhưng mà Ngọc Lan nghĩ đó là một cái điều mà những người có con nhỏ đó cần thật sự phải lưu ý, bởi vì đâu có biết những đứa nhỏ nó cứ đi rồi nó đòi cái này, nhiều khi nó đòi cái kia, rồi mình ẩm nó không có chắc á, thì nó sẽ nó sẽ bị té ra như vậy. Giống như là thưa với quý vị, khi mà chúng ta ẵm em bé đó mà chúng ta không có ôm nó thật chặt đó, mình cứ cho nó ngồi lên tay của mình đó, là mình ẵm này nè, là nhiều khi đó là nó trồi lên một cái thì nó vụt ra khỏi cái tay của mình, thì đó là một trong những cái mà tai nạn đã xảy ra ở tại Denver, Colorado. Nhưng mà hôm nay đó thì nhân việc Ngọc Lan nói về các em bé đó, thì có một cái tin nó lạ lắm ở bên Việt Nam. Đó là xe chở băng vệ sinh tả bỉm bị chặn vì đây không phải là mặt hàng thiết yếu. Mấy ngày qua quý vị nghe là tiền không phải là thiết yếu, bánh mì không phải là thiết yếu, cái nhiều cái gọi là không phải là thiết yếu, rồi lấy cái cớ đó để mà chặn người ta lại rồi phạt. Rồi nếu mà người dân đi ra đường sau 18 giờ, tức là 6 giờ chiều đó, thì cũng có bị phạt nữa, là tại vì có nhiều người 5 giờ rưỡi tan ca ở cái khu công nghiệp nào đó đi về, thì cái quãng đường đi về cả tiếng đồng hồ đi, thì họ không thể nào về tới nhà trước 6 giờ được, cho nên họ cũng bị phạt vì ra đường sau 18 giờ. Rồi có nhiều người đi làm ăn đạp xe đạp đi cả tiếng đồng hồ, từ xa đạp về đến nhà không kịp cái giờ đó là cũng bị phạt. Bây giờ thì ngày hôm nay đó, bàn cãi ở trên mạng xã hội và trên báo cũng phải đăng luôn, là xe chở băng vệ sinh tả bỉm bị chặn vì không phải là mặt hàng thiết yếu. Công ty cổ phần mà làm những mặt hàng cho phụ nữ này nổi tiếng ở Việt Nam đó là công ty Diana Unicharm, cho biết là các nhà phân phối, nhân viên bán hàng đã gặp khó khăn khi vận chuyển mặt hàng này đến các điểm bán lẻ. Cơ quan quản lý thì giải thích rằng là những sản phẩm này không thuộc nhóm mặt hàng thiết yếu trong mùa dịch nên không được vận chuyển lưu thông. Thế thì các chị em phụ nữ sẽ dùng cái gì trong thời gian đèn đỏ? Thì thưa với quý vị, theo nghiên cứu nhà họ, bây giờ họ làm văn bản đàng hoàng lắm. Theo nghiên cứu của Nelson UNA 2021, thì băng vệ sinh là một biện pháp cơ bản được phụ nữ Việt Nam sử dụng trong thời chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng mà tôi nghĩ là ngoài phụ nữ Việt Nam mà phụ nữ toàn thế giới. Nhưng mà nên ở đây nhắm về Việt Nam. Số lượng phụ nữ cần sử dụng mặt hàng này là 30 triệu người, nó riêng Việt Nam nha. Và số miếng cần được sử dụng là 16 miếng trong một chu kỳ. Đó, với mặt hàng tả thì có khoảng 3 triệu em bé độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi cần sử dụng.
Mỗi bé trung bình cần là 90-120 miếng trong một tháng. Thời cao điểm một bé sơ sinh có thể cần hơn 10 miếng một ngày. Như vậy thì đây là những mặt hàng thiết yếu cho các em bé và cho các phụ nữ. Thế thì tại sao không có trong danh sách gọi là mặt hàng thiết yếu được? Bây giờ thì họ nói rằng là mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc để các mặt hàng này sớm được vận chuyển lưu thông. Đồng thời hy vọng đề xuất của Bộ Công Thương về danh sách những cái hàng cấm lưu thông, mặt hàng nào là thiết yếu, tại vì bây giờ nó rối ren, không biết cái nào là thiết yếu, ở trên đưa lệnh xuống, ở dưới thì tùy từng địa phương, họ muốn gọi cái đó là thiết yếu thì là thiết yếu, còn họ nói cái đó không thiết yếu là không thiết yếu. Nó có nhiều cái ngõ ngách để mà họ có thể lấy cái đó để mà phạt. Đó, cho nên như ngày hôm qua Ngọc Lan trong chương trình Cà Phê Sáng nói là sau mùa dịch này chính phủ sẽ có tiền nhiều lắm, là tại vì quá trời là tiền phạt. Đi ra đường mà không có giấy phép ra đường là 2 triệu tới 3 triệu. Rồi bây giờ đó, đi chợ cũng phải có giấy đi chợ nữa. Ngày hôm qua hình như tôi nghe một cái tin đó là ở ngoài Khánh Hòa, tôi nhớ là Khánh Hòa, thì có một cái bà đó là chủ tịch của một cái phường đó đã bị cho thôi việc, không còn làm chủ tịch phường nữa vì bà đã ký giấy để cho phép ra đường. Nó chỉ như là cũng có hối lộ chút xíu trong đó, 5.000, 10.000 thì bà đã ký nhiều lắm giấy phép để được đi ra đường. Bây giờ quý vị thấy không, giấy phép ra đường nè, phát phiếu đi chợ nè, đi chợ ngày chẵn ngày lẻ nè, đi chợ từ 5 tới đi chợ một lần nha, cho 5 ngày hoặc là tới 10 ngày luôn nữa. Thì bây giờ bắt buộc phải có tủ lạnh mà để đồ ăn nè. Tủ lạnh hư thì không biết là kêu mấy người thợ sửa tủ lạnh tới có bị phạt hay không, tại vì đi sửa tủ lạnh thì chắc là thiết yếu nữa. Đó, thiết yếu hay không nữa nha. Đó, cho nên nó có nhiều cái rối ren lắm ở Việt Nam. Thì cũng như Hoa Kỳ này thôi, cái rối ren là từ bắt đầu đeo khẩu trang, đây người đeo, người không đeo, chích ngừa cũng vậy, người chích ngừa, người không chích ngừa, thì ở đâu nó cũng có những cái mà nó nổi lên. Ngay cái thời đại dịch này có nhiều cái từ trước tới giờ chưa có cái quy định văn bản nào hết. Bây giờ đùng một cái thì bây giờ nó rối ren là phải rồi. Nói riết bây giờ cái hàng thiết yếu hay không thiết yếu, bởi vì ngày hôm qua Ngọc Lan có nói đó, đến bây giờ chỉ nghe ông mà chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đó là có một cái câu phát biểu nghe được nhất là cứ người dân đi ra đường mua cái gì thì người ta cần thì người ta mới mua, đó là thiết yếu. Chứ còn bây giờ chẳng lẽ ngồi liệt kê bao nhiêu là món thì ai mà đọc cái đó. Nhưng mà cũng giống như anh Trường nói, mỗi lần mà ra một cái chỉ thị mới, một cái văn bản mới là mục đích, mục tiêu, thì cuối cùng cũng tiền sẽ vào túi của những người có quyền từ những cái chốt chặn đó. Toàn là mình nghe phạt không à, toàn là phạt. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái tiền phạt nó dùng để làm gì, có đem để giúp cho người dân hiện tại hay không á, thì không có hề nghe nói tới. Cũng chỉ là người dân, giúp đỡ cho người dân là chủ yếu. Rồi bây giờ cái chuyện thật ra đó, khi mà nói những vấn đề này á, bởi vì mình đang sống ở Mỹ, cho nên á, cái cách nhìn mình nhìn về trong nước á, mình thấy nó ngột ngạt như thế. Nhưng mà người dân ngay ở trong nước á, thì đôi khi lại họ nhìn cái vấn đề đó bình thường. Quen rồi. Có nghĩa là sống chung với lũ, cho nên chuyện đó rất là bình thường. Họ thấy không có vấn đề gì đó, không có gì mà bực bội hết. Hay là ví dụ như giờ tin lên là ở phường, ví dụ như phường 13 quận Gò Vấp đi, người ta đưa lên một cái phiếu đi chợ, ghi rõ ràng là mỗi hộ được cấp 3 phiếu một tuần. Nhưng mà ở Sài Gòn á, bao giờ nó cũng dễ dãi hơn ở các tỉnh, 3 phiếu một tuần, nhưng mà muốn đi đâu đó, đi chợ nào thì đi, chỉ là mỗi lần đi thì họ thu lại cái phiếu đó thôi. Họ cũng không có quy định là bắt buộc cái ngày đi là ngày nào, từ ngày nào đi thì tự điền vô, tức là cứ phiếu đó thì được đi 3 phiếu một tuần, thì được đi 3 lần, muốn đi đâu đi, muốn đi ngày nào đi, thì đây là cũng còn dễ dãi hơn so với rất là nhiều nơi. Đó thì nhiều mình ở ngoài mình nhìn vào mình sẽ thấy nó đầy những cái mà bất cập hay là nó lạ lùng. Cho nên Ngọc Lan nhớ đó, cách đây hơn 20 năm, lúc đó còn ở Việt Nam, thì khi có một người bạn học từ thời trung học á, bạn đi Mỹ theo diện HO. Thì lần đầu tiên khi mà bạn trở về Việt Nam á, sau mấy năm ở Mỹ, thì bạn mới ngồi nói rằng là đi qua Mỹ rồi mới nhìn lại á, người ở trong nước á, được đối xử đôi khi không có giống con người. Rồi cái câu đó lúc đó mình nghe đó mình cảm thấy xúc phạm dễ sợ. Cái lúc đó mình nghĩ một đầu, ủa mình không phải con người chứ mình là cái con gì? Thì rất là giận khi mà nghe người bạn nói như thế.
Nhưng mà lúc mà mình đi qua Mỹ rồi một thời gian đó, đúng là cái nhìn mình nó khác. Nó khác ngoài những cái gì mà, tại vì trong từng cái cách xử sự như thế nào mình thấy nó khác hết. Và nó cái khác nhất là cái clip hồi kỳ rồi anh Trường nhớ cái chuyện mà chặn cái anh chàng mà đi mua bánh mì rồi nói bánh mì không phải thực phẩm đó. Từ cái cách mà anh ta rụt rè, hoảng hốt, lo sợ khi mà đối diện với một cái đám đông nó bu quanh như vậy và nó hạch sách, thì mình mới thấy rõ được là cái nhân quyền nó là ở chỗ nào và cái tự do của con người nó là cái gì. Và tại sao đứa bạn nó nói là ở trong nước đôi khi mình không phải là con người, nó có nghĩa là làm sao. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.